Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thì giá bông sợi kỳ hạn tháng 3 năm 2020 giao dịch trên sàn New York đã giảm mạnh. Cụ thể là giá bông đã giảm 2,82% xuống chỉ còn hơn 35 triệu đồng một tấn trong phiên ngày hôm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý bi quan. Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày hôm qua cũng cho biết các mức thuế quan hiện tại sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 2 và thỏa thuận này sẽ không nhất thiết phải gỡ bỏ toàn bộ các mức thuế đã đặt ra. Điều này hạn chế lực cầu của Trung Quốc với các mặt hàng nguyên liệu như là bông sợi.